Hi, Như Ý xin chào người anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu với người anh em một dòng mixer bàn hàng bãi xếp nhật về ha, của hãng Elehit, model đó là ZCT 10 Epic. Cái đời này là đời phiên bản kỷ niệm 60 năm nha anh em, ZCT. Cho nên là hãng nó làm ra con mixer này cũng rất là tinh tươm và sạch đẹp. Về cái ngoại thất bề ngoài thì nhìn cũng rất là đẹp. Và ngồi thì con Z10 Epic dưới so với con ZCT này thì nó nâng cấp cái fader này ha. Cái fader này đẩy lên, còn cái con mà Z10 Epic không thì bằng nấm vặn ha. Cho nên cái phiên bản kỷ niệm này hãng cũng nghiên cứu rất là kỹ và làm ra một con mixer rất là đẹp, rất là khoa học. Những anh em nào mà không thích nấm vặn thì đây là cái thị hiếu cho anh em ngâm cứu ha. Con này Elehit hàng ship Nhật và đẹp lắm nha anh em, đẹp. Thì mình cũng lượm dòng cơ bản ngoại thất cho anh em xem thì nấm vặn đồ ốc giết đồ là còn tinh vi ha, còn trắng trinh luôn, trắng trinh sáng sủa đẹp lắm. Mặt sau ở đây điện áp thì của con này là autovol nha anh em, 100-24 autovol, hàng phiên bản 60 năm mà đóng mộc luôn không. Và con này thì được sản xuất tại China ha, đây này, Elehit by Elehit nhưng mà limited là phiên bản kỷ niệm đấy. Còn 3D in China được sản xuất tại nhà máy China ha. Đấy, con này thì đẹp tinh tươm, mình sẽ cho anh em xem cái mặt đáy luôn để cho anh em biết cái tình trạng hàng hóa ha. Đấy thì lan cót đẹp tưng luôn ha. Đấy. Một con mixer rất là đẹp, mà cái dòng này thì effect siêu phàm, effect rất là hay và đặc biệt là effect chỉnh được luôn, effect chỉnh được luôn. Mình lên nhạc mình chỉnh nhạc rồi mình sẽ chỉnh effect ha. Trung âm rất là rõ nét, đặc biệt là tiếng micro. Micro nó rất là êm ái, nhẹ nhàng và nghe nó ngọt lắm. Với lại kết hợp bộ effect, effect số chỉnh được tempo, tap delay. Effect số thì có 16 hiệu ứng ha. Bên này tương ứng giống như bên A, từ số 1 đến số 9 là bên A. Còn bên này là bên B, từ số 9 đến số 16 là bên B. Thì khi mà chuyển bên B thì cái đèn gì mà vàng này nó sẽ sáng lên. Bây giờ mình sẽ test cái tiếng micro mặt anh em ha. Đẩy cái micro lên này. Mình test tiếng micro 1. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. EQ mình đỡ nguyên bản ha, không cần chỉnh hết ha. Anh em nghe tiếng micro mặt là thấy nó êm rồi đó. Bây giờ mình sẽ lên tiếng effect ha. Effect thì mình đẩy lên tới số 0 rồi ha. Alo. Cái đèn ở đây chớp. Có nghĩa là đèn ở lên. Delay trong vần vừa xoay rộng ra. Hey. Rất là phê ha. Rồi mình sẽ ví dụ một kênh delay cộng vật đây ha. Tiếp theo một con delay cộng vật nữa. Alo. Đẹp thấy cái tiếng effect nó mềm mà nghe giờ gì không có giỏi rồi. Ví dụ như mình muốn cái tempo nó nhanh này hay là chậm lại thì đếm xung. Nếu đếm nhanh thì nó sẽ nhanh mà đếm chậm là chậm. Bây giờ mình mô không có chậm trước rồi tới cái nhanh sau ha. Chậm này. 1, 2, 3, 4, 5. Đó là chậm ha. Chậm anh em ha. Anh em nhìn thấy cái đèn chớp chậm không? Là tương ứng với mức delay đấy. Độ trễ. Alo. 1, 2, 2. À, quá chậm ha. Bây giờ mình sẽ nhanh lên tí. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, nhanh lên tí ha. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Đó, anh em. Em phát chỉnh như này mà chỉnh không được được không thua luôn, chỉ có chọc nó sẽ re. Đơn giản hả, mình cứ chọc nó sẽ re thôi. Bây giờ là ví dụ như mình muốn nó nhanh mà đuôi nó ngắn, dù kịch bè cá nhanh tí. Lần 1, 2, 2. Nào thấy chưa, nhanh liền nha. Rồi bây giờ ở chỗ rồi mình sẽ mô phỏng một cái băng vợt ha. Anh em chú ý cái đèn vàng này sáng lên này mình cứ kéo cho nó khi đèn vàng này sáng nghĩa là đang nằm bên bên thì mình giống cái hàng này qua dù số 9 là revert lát này. Rồi ví dụ như mình xuống cái kênh revert ho đi ha, 12 là revert ho, mình giống ngang qua ha. Rồi mình kiểm tra hiệu ứng. 1, 2,
mời sâu quét sâu không em, nói chung là rất là chất lượng, hàng bán bảo hành cho anh em 3 tháng, cam kết hàng bãi riêng nguyên bản không. Thì con này mình bán với giá anh em 7.100.000 ha, 7.1 đó, quá rẻ cho một cuộc tình. Còn anh em nào muốn nghiên cứu thêm thì lên trang web của hãng, search cái model Elite Jet City 10 EBIT thì ngâm cứu, thì trong đó nó sẽ có những cái thông số chi tiết kỹ thuật rồi đủ các tính năng để anh em mình ngâm cứu ha. Và mọi chi tiết thì vui lòng liên hệ qua địa chỉ này nhé. Còn thân ái chào người anh em.